liên quan đến môn thể thao à? Không phải tắm nhá. Anh em rất chi là nhiều đồ luôn. Thao thì như tiêu đề video hôm nay mình sẽ làm một thao gọi là gì nhỉ? What? Thao đồ ăn vặt tổng hợp. Đấy. Siêu to khổng lồ. Đây thì mình chuẩn bị cho một vài con bim bim này. Này là cái gì cay cay ấy. Có bánh gạo. Có một trái nước. Đồ ăn vặt này. Đúng không? Xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho tất cả các thứ này vào đây, làm thành một thau. Và sẽ bắt đầu cho vào và cùng thưởng thức. Và bây giờ sẽ đến khâu thưởng thức. Thao đồ ăn vặt đẳng cấp. Các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Mình biết là các bạn không thưởng thức đâu nhưng mà thôi. Nó gọi là cái hạt gì, cây. Bánh gạo Nhật, ăn ngon phết. Cái chai sẽ tinh dầu thôi. Vì nó thích cái kiểu hình vỏ bên ngoài kiểu mới. Trông khá là đẹp. Kênh mình nhé, bởi vì giờ này kênh đang lên, mọi người tích cực chia sẻ đăng ký kênh của mình, bình luận nào.
quen một mình, ăn cũng một mình, tiền của mình đúng không? Mà chỉ có một mình thôi, một mình đẹp tất. Thank you.
có tiền thì cái gì cũng có. À, không ăn được nữa. Video này. Rất là xin lỗi các bạn, mình thực sự bây giờ mình không ăn được nữa. Mua bao nhiêu về cuối cùng không ăn để còn uống nước, đâm ra nó càng lo. Thôi không ăn được, ăn nhiều đau bụng chết. What? Thôi dừng video đây thôi, ngồi khá nóng. Thực sự với anh em là còn rất là nhiều, mình no lắm, không ăn được nữa. Đấy, không thể nào mà ăn được nữa. Bụng mình nó thành bụng trâu cũng không mà ăn được hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Đừng quên ấn đăng ký kênh. Ấn đăng ký kênh nhá, nhớ bật chuông để theo dõi những video mới nhất từ mình. Và ấn like video để ủng hộ mình. Bình luận ở phía dưới để tăng thêm được tương tác. Ở đây không nói được. Có thể chia sẻ. Chia sẻ video để cho mọi người biết đến. Ok. Thì đợt này view nó cũng đang lên và sắp nhưng nó cũng đang lên. Mình cũng rất mong là theo đuổi cũng khá lâu rồi đấy. Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe.